Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Thông tin từ Sở Y tế cho biết, tính đến 18 giờ 30 ngày 7 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh có thêm 371 ca mắc mới, giảm 121 ca so với ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ đầu dịch đến nay là 26.836 ca. Sau đây là tổng số ca mắc COVID-19 của từng địa phương tính từ đầu dịch cho đến nay. Đức Hòa 11.126 ca, Bến Lức 5.730 ca, Cần Duộc 5.047 ca, Cần Đước 1.631 ca, thành phố Tân An 1.403 ca, Thủ Thừa 481 ca, Châu Thành 318 ca, thị xã Kiến Tường 432 ca, Vĩnh Hưng 222 ca, Tân Trụ 124 ca, Tân Thạnh 89 ca, Tân Hưng 75 ca, Thành Hóa 75 ca, Đức Huệ 66 ca và Mộc Hóa 17 ca. Với số ca mắc như trên, Bến Lức và Đức Hòa tiếp tục được đánh giá là vùng đỏ, tức là vùng nguy cơ rất cao. Thành phố Tân An và Cần Duộc đang trong nhóm nguy cơ cao. Vùng nguy cơ bao gồm các huyện Cần Đước, Châu Thành và Thủ Thừa. Có 8 địa phương đang là vùng xanh, tức là mức độ bình thường mới, gồm có Tân Trụ, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Tân Thạnh, Thành Hóa, Tân Hưng và Đức Huệ. Về tình hình điều trị, ngày 7 tháng 9 có thêm 241 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 19.193 người. Cùng ngày thì toàn tỉnh cũng ghi nhận 8 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 320 ca. Về công tác tiêm vaccine, theo thông tin từ Sở Y tế, tính đến hết ngày 6 tháng 9, toàn tỉnh đã tiêm 1.329.249 liều vaccine, trong đó có 1.259.505 người tiêm mũi 1 và 69.744 người tiêm mũi 2. Số người dự kiến tiêm là 1.361.733 người. Trong ngày 7 tháng 9 thì có 6 địa phương không có ca phát sinh, đó là Thủ Thừa, Châu Thành, Tân Thạnh, Tân Hưng, Thạnh Hóa và Đức Huệ. Từ 0 giờ ngày hôm nay 7 tháng 9, 8 huyện vùng xanh đã thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng các địa phương còn lại sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 cho đến hết ngày 13 tháng 9. Dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc chấp hành việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như là thông điệp 5T mà Bộ Y tế vừa ban hành, bao gồm tuân thủ nghiêm 5K, thực phẩm đủ tại nhà, thầy thuốc đến tận gia, test Covid tất cả và tiêm chủng tại phường xã. 5T, pháo đài chống dịch Covid-19 trong tăng cường giãn cách xã hội. Quý vị vừa theo dõi tin cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An. Xin chào và hẹn gặp lại!